Chào mừng quý cô chú, quý anh chị cùng toàn thể khán giả thân yêu đã quay trở lại với những video của em Quỳnh Sài Gòn Ca. Showroom Sài Gòn Ca chúng em tự hào là một đơn vị chuyên kinh doanh các dòng xe đã qua sử dụng, có cam kết và bảo hành bằng văn bản trong thời hạn là 6 tháng hoặc 10.000 km nha. Với 5 tiêu chí vàng là xe không bị tai nạn, xe không bị thủy kích, xe không bị đại tu động cơ hộp số, đồng thời xác định nguồn gốc và năm sản xuất rõ ràng để đảm bảo cho việc mua bán và sang tên. Địa chỉ của showroom Sài Gòn Ca chúng em nằm tại số 613, 615, quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Và ngoài việc trao đổi xe đã qua sử dụng thì tại showroom Sài Gòn Ca chúng em sẽ hỗ trợ thẩm định giá miễn phí và kiểm tra chất lượng xe cho quý anh chị nếu như chúng ta có nhu cầu nhá. Xe đã qua sử dụng rồi nên là bên em cũng rất là thiện chí trong cái việc mà tư vấn thủ tục sang tên hay là thẩm định xe cho mọi người. Và tại showroom Sài Gòn Ca chúng em thì có hỗ trợ trả góp ngân hàng với lãi suất ưu đãi, giao xe tận nhà và tặng bộ rút hồ sơ gốc nha. Hiện tại thì trong cửa hàng chúng em đang sẵn trên 30 đầu xe tài chính từ 200 triệu cho đến trên dưới 1 tỷ. Rất là đa dạng các phân khúc. Và trong video ngày hôm nay thì em Quỳnh cũng cập nhật một số siêu phẩm mới về để phục vụ bà con nhé. Chắc chắn là sẽ có một cái mức giá hợp lý nhất để cho chúng ta cùng tham khảo. Chúng ta có thể tiến vào trong nhà một chút để khám phá hai chiếc xe mà mới về tại showroom Sài Gòn Ca được không ạ? Hai chiếc xe mới về thì đều đến từ thương hiệu Toyota. Đây là một trong thương hiệu hàng đầu ngành công nghiệp ô tô có tuổi đời là hơn 100 năm nhé. Trong video ngày hôm nay thì chiếc xe đầu tiên mà em Quỳnh muốn giới thiệu đến với quý anh chị đó chính là chiếc Toyota Vios phiên bản 1.5e năm 2014. Thời điểm năm 2014 thì có cả máy 1.3 cơ, nhưng chiếc xe nhà em Quỳnh là máy 1.5 nhá. Xe lăn bánh là 80.000 km màu trắng biển phố. Trước này thì em Quỳnh chỉ bán giá hơn 200 triệu đồng một chút thôi, bằng một con morning nhỏ nhỏ lướt lướt mà lại được một chiếc xe phân khúc hạng B rộng rãi sử dụng gia đình hoặc là việc kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách nhá. Bản E là bản số sàn ở trên chiếc Vios này nên quý anh chị có thể cân nhắc về cái sản phẩm mà mình muốn tham khảo và sử dụng ạ. Bây giờ quý anh chị cùng em Quỳnh sẽ đi khám phá quanh chiếc Vios này xem là có những cái ưu điểm, nhược điểm gì và có thể khám phá qua form dáng của chiếc Vios nhá. Trước này thì mới về tại Sài Gòn Ca chúng em nên em Quỳnh chưa có spa, chưa có dọn dẹp gì cả. Chắc là sẽ gặp một số vết xước răm hoặc là bẩn của xe đã qua sử dụng. Về bề mặt sơn bên ngoài thì còn khá là đẹp nhé. Một phần là chủ xe giữ gìn lên mới có chất xe tươi và đẹp như thế này. Phần lốp thì em chưa kiểm tra nhưng mà loanh quanh khoảng 8 vạn là chắc là thay rồi. Nên nếu như có thay thì chất lốp còn khá là dày nhé. Khám phá nội thất của chiếc Vios nhà em Quỳnh ạ. Chiếc Vios nhà em Quỳnh thì trang bị nội thất là ghế da màu kem nhé. Rất là sáng sủa và phù hợp với cả nước sơn màu trắng của chiếc xe này. Vios thì là một chiếc xe không được đánh giá quá cao về phần công nghệ và option trên xe. Tuy nhiên, bù lại là một chiếc xe có động cơ tiết kiệm nhiên liệu và chi phí nuôi xe khá là rẻ nhá. Nên là rất nhiều người đã chọn Vios là một chiếc xe để sử dụng làm cần câu cơm cho chính mình ạ. Đây, quý anh chị có thể ngắm qua vô lăng, cần số, một số nút bấm nhựa trên xe đây. Trước này thì nếu như đánh lại bộ ghế da thì cực kỳ mới nhá. Máy thì cũng chưa dọn luôn nhưng mà trước này sau khi spa hoàn thiện lại thì chắc hẳn là sẽ khoác lên mình một bộ áo mới để cho quý anh chị cùng lái thử và trải nghiệm mẫu xe này. Tất cả các sản phẩm bên Sài Gòn Ca thì đều được kiểm định rất là kỹ đầu vào nên là cái đầu ra bên em Quỳnh cũng cam kết và đảm bảo đầy đủ các tiêu chí của quý khách hàng nhé. Và bên em sẽ tặng một gói bảo dưỡng lần đầu trước khi mà giao xe tại showroom Sài Gòn Ca cho quý anh chị đối với cả những chiếc xe đã đến kỳ bảo dưỡng nhé. Đây, chất xe rất là đẹp và cũng rất là hiếm cái phiên bản này ở trên thị trường, phiên bản 1.5. Em Quỳnh xin nhắc lại thông tin đây là Vios E năm 2014 nha quý anh chị. Lăn bánh là 80.000 km, nước sơn màu trắng, nội thất là ghế da tông màu kem, nguồn gốc là biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh và đang được chào bán với mức giá là 268 triệu nhá. Giá rẻ giật mình luôn, em Quỳnh đăng một cái giá rất là vừa phải để cho quý anh chị đưa ra được cái những lựa chọn phù hợp mình nhá. 268 triệu mẫu xe này. Và bỏ qua chiếc Vios này đi, em Quỳnh lại về thêm một chiếc Toyota Altis. Đây, chiếc xe này đây. Phải nói là thương hiệu truyền thống mà đẳng cấp doanh nhân. Đứng cạnh em Quỳnh ngay bây giờ là chiếc Toyota Altis phiên bản 1.8G năm 2019.
xe đã lăn bánh là 60.000 km nha. Em Quỳnh cam kết con này em Quỳnh bán rẻ hơn thị trường là phải dao động từ khoảng 50 đến 60 triệu cho quý anh chị. Chiếc xe nhà em Quỳnh là phiên bản 1.8G năm 2019 nha quý anh chị. Em Quỳnh phải nhắc lại thông tin. Con này chưa có rửa, chưa có dọn gì cả. Nước sơn màu đen, nội thất là ghế da tông màu kem. Cũng khá là phù hợp với cả xe. Em quay một vòng quanh xe cho khách hàng cùng xem đi. Lớp sơn bên ngoài còn rất là đẹp nha quý anh chị. Trộm vía là những chiếc xe mà mới mua về gần đây thì hầu như là không có phải spa, không có dọn dẹp gì cả. Lại là một chiếc xe nội thất ghế da tông màu kem nữa. Cái màu này thì cực kỳ sang trọng. Tuy nhiên thì bù lại là phải giữ gìn vệ sinh cho em nó. Atis là một chiếc xe không quá xa lạ đối với cả người tiêu dùng Việt Nam đâu. Nhưng mà cái giá trị mà chiếc xe mang lại và sự bền bỉ của thương hiệu Toyota mang lại thì là một cái gì đó mà rất rất bền vững. Và đây cũng là một chiếc xe được rất nhiều gia đình Việt Nam lựa chọn nhé, để làm chiếc xe sử dụng trong gia đình của mình. Tất cả các sản phẩm bên Sài Gòn Car bên chúng em thì bên em sẽ công khai tình trạng xe để cho quý anh chị biết là mình có phù hợp với cả chiếc xe đó không. Và những cái giá cả mà em đưa ra thì đều có thể thương lượng nhé, thuận mua vừa bán hai bên để cho chúng ta thoải mái nhất. Đấy, quay lốp này, lốp cũng rất là dày. Con này thì đối với cả những chiếc xe ở địa hình thành phố Hồ Chí Minh thì ưu điểm của em nó là có một cái bộ lốp rất là đẹp và khung gầm của máy rất là sáng, không có han gì như những chiếc xe ở vùng ven biển này hoặc là vùng ngập mặn hay là vùng đồi núi đất đỏ nhá. Em nhắc qua thông tin trước này và báo giá nhá. Toyota Altis phiên bản 1.8e năm 2019. Xe lăn bánh là 60.000 km với lớp sơn màu đen và nội thất là ghế da tông màu kem nhá. Em Quỳnh đang chào bán với mức giá rất yêu thương tại showroom Sài Gòn Car là 519 triệu nha quý anh chị. 519 triệu cho mẫu xe siêu siêu hot này và cực kỳ sang trọng nhá, quá bền vững. Nếu như quý anh chị yêu thích hai dòng xe này thì có thể liên hệ qua em Quỳnh qua số điện thoại có Zalo nhé, hoặc đến trực tiếp địa chỉ của Sài Gòn Car để bên em Quỳnh có thể hỗ trợ quý anh chị trải nghiệm và lái thử. Bây giờ thì em Quỳnh sẽ báo giá những chiếc xe mà đang có sẵn tại showroom Sài Gòn Car. Đến hàng đầu tiên là ở ngoài kia hơi đông, quay luôn. Ở ngoài kia hơi đông là em Quỳnh sẽ quay luôn và báo giá những chiếc xe mà đang có sẵn tại cửa hàng chúng em. Đứng cạnh em Quỳnh là một chiếc xe phải nói là mở đầu kỷ nguyên MPV cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam. Và có mức giá chưa tới 500 triệu phù hợp với cả tiêu chí là ngon, bổ, rẻ, tiết kiệm nhiên liệu này, có số ghế ngồi cực nhiều. Đây là những cái ưu điểm mà dân Việt Nam mình đặt ra mục tiêu phải không ạ? Đứng cạnh em Quỳnh là Mitsubishi Xpander số tự động năm 2019. Thời điểm năm 2019 ra đời thì Xpander trang bị là ghế lỉ và một chiếc màn hình DVD nhé. Tuy nhiên thì chiếc Xpander nhà em Quỳnh có bọc lên bộ ghế da và một chiếc màn hình Android. Có trần ly lông đây, rất là sạch sẽ. Xe lăn bánh 48.000 km, có lịch sử bảo hành bảo dưỡng đầy đủ trong hãng nhé. Và trước ngày thì em Quỳnh cũng đã bảo dưỡng rồi, tặng một gói bảo dưỡng lần đầu trước khi mà giao xe tại showroom Sài Gòn Car. Xe mua mới một chủ từ đầu, có nguồn gốc lịch sử rõ ràng, kiểm tra cực kỳ kỹ. Mà trong tầm giá chỉ có 485 triệu thôi. 485 triệu để sở hữu ngay Xpander số tự động năm 2019, xe lăn bánh 48.000 km nhé. 7 chỗ ngồi nha quý anh chị, động cơ là 1.5AT. Bên này em có một chiếc xe phân khúc hạng A với form dáng hatchback khá là nhỏ gọn đây. Trước này là Honda Brio nhá, Honda Brio phiên bản RS. Trước này thì cùng phân khúc với cả Kia Morning này, Hyundai i10 này. Đó, nên là các bác có thể hình dung ra em nó là cái form dáng hatchback, dáng phân khúc hạng A nhỏ gọn, tiện lợi cho chị em di chuyển trong phố. Chiếc xe nhà em Quỳnh là phiên bản RS nhá, xe sản xuất và đăng ký năm 2021. Lăn bánh là 34.000 km nhá. Phiên bản RS là phiên bản cao cấp nhất của dòng Honda Brio. Và trước này thì cũng đang được chào bán với mức giá cực kỳ yêu thương. Thứ nhất, em sẽ tả qua tình trạng xe này. Sơn zin ở trên chiếc Honda Brio còn trên 95% giá trị xe. Chất lốp là nguyên giảm theo xe, sơ cua chưa hạ, phụ kiện đồ nghề đầy đủ. Có lịch sử bảo hành bảo dưỡng trong hệ thống của Honda và đang được chào bán mức giá rất yêu thương là 390 triệu nhá. 390 triệu có hỗ trợ trả góp ngân hàng cho chị em nào mà yêu thích dòng xe này. Đấy, rất là nhỏ gọn với động cơ là 1.2AT, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nha quý anh chị, 390 triệu ạ. Đóng cho chị cái lắc cà bụng.
Và trong showroom Sài Gòn Ca chúng em thì cũng còn đang rất nhiều mẫu xe nhá, nên là hy vọng là mọi người đừng bỏ qua video ngày hôm nay. Trước xe em Quỳnh sẽ giới thiệu những chiếc xe mà đứng gần mình nhất. Em Quỳnh đang đứng cạnh mẫu Mitsubishi Outlander phiên bản CVT năm 2018, xe đã lăn bánh là 66.000 km, trang bị lớp sơn là màu đỏ, nội thất là ghế da màu kem và xe là nguồn gốc thành phố Hồ Chí Minh nhá. Đối với cả những chiếc xe ở thành phố Hồ Chí Minh thì bao giờ em Quỳnh cũng ưu tiên về khung gầm của em, nó cực kỳ sáng và lốp cực kỳ đẹp. Chiếc xe này nguyên bản là ghế nỉ nhá, nhưng mà chủ xe có bọc lên một bộ ghế da màu kem và có thiết kế thêm là một chiếc cam hành trình để tiện trong quá trình sử dụng. Outlander là một chiếc xe nằm trong phân khúc crossover có kết cấu 5+2 chỗ ngồi, được đặt cạnh các đối thủ nặng ký như Honda CR-V hay Nissan X-Trail. Tuy nhiên thì nổi bật với cả khả năng vận hành êm ái, linh hoạt cùng với động cơ tiết kiệm nhiên liệu, chi phí lùi xe rẻ. Outlander gần như là một chiếc xe đáp ứng mọi nhu cầu của gia đình Việt Nam nhé. 550 triệu để sở hữu ngay Outlander phiên bản CVT năm 2018 đây, trước này nhé, dành cho gia đình cực kỳ ưu việt, 550 triệu mẫu xe này. Tiếp theo em có một chiếc SUV gầm cao, phải nói là đây là một chiếc chân dài mà cực kỳ đẹp. Gầm cao mái thoáng, Toyota Fortuner số sàn máy dầu năm 2019. Trước này là màu nâu nha quý anh chị, có thể là trong video thì nó hơi ảnh hưởng một chút, nhưng em Quỳnh sẽ tả qua là màu nâu. Xe lăn bánh là 76.000 km, có nguồn gốc là biển 80A tỉnh Bình Thuận nhá. Trước này thì có nội thất là ghế da tông màu nâu này. Đây là một chiếc SUV gầm cao 7 chỗ với động cơ là 2.7MT nhá. Xe này thì đang được chào bán với mức giá là 769 triệu. Đây là một chiếc xe rất có giá, phải nói là vừa về giá trị thương hiệu mang lại và cái mức độ giữ giá mà chiếc xe mang lại cho người tiêu dùng. 769 triệu để sở hữu ngay Toyota Fortuner số sàn máy dầu năm 2019 nhập Indonesia nhá. Trước này là nhập hoàn toàn tại Indonesia này. Trong nhà hiện tại em Quỳnh có một cặp Mazda 6. Ở chiếc xe mà đứng gần em Quỳnh nhất đây là Mazda 6 phiên bản 2.0 Premium năm 2019. Xe đã lăn bánh là 23.000 km. Có một điểm đặc biệt ở trên chiếc Mazda 6 này mà em Quỳnh muốn giới thiệu đến với mọi người. Ngoài nội thất, cái lớp sơn mang lớp sơn là màu đỏ pha lê cũng rất độc đáo của nhà Mazda, thì em nó còn khoác lên mình một bộ nội thất là màu be nhá. Số lượng có hạn chỉ 100 chiếc ở trên thị trường, xe có nguồn gốc là biển thành phố Hồ Chí Minh, siêu siêu đẹp. Và ở trên phiên bản 2.0 Premium thì rất nhiều option này, phanh tay điện tử, hắt kính này, ghế điện, vị trí nhớ ghế này, hệ thống giải trí là loa Bose nha quý anh chị. Chiếc xe này thì mới dọn về tại Sài Gòn Ga, còn như là chả phải dọn gì cả, em Trình chỉ có rửa lại hút bụi rồi có thể trưng bày tại cửa hàng. Chất lốp là nguyên dàn theo xe nha mọi người. Mức giá con này em bán cực kỳ hợp lý, 599 triệu sở hữu ngay Mazda 6 phiên bản 2.0 Premium năm 2019. Giá chỉ bằng Mazda 3 nhưng mà lại sở hữu Mazda 6. Chiếc xe này thì quá là nhiều option rồi và có chiều dài cơ sở rất ấn tượng nhá, bởi vì là phân khúc sedan hạng D đây. Trong này em còn một chiếc Toyota Fortuner nữa, hôm nọ thì lỡ hẹn với cả khách hàng nhưng mà hôm nay thì thôi bán đi. Có duyên tới đâu thì bán tới đó vậy. Em Quỳnh đang đứng cạnh mẫu Toyota Fortuner số sàn máy dầu năm 2018 màu bạc nha quý anh chị. Xe thì biển thành phố, mua mới một chủ từ đầu, lăn bánh là 88.000 km, lớp sơn màu bạc và nội thất là ghế da tông màu đen, có trải thảm sàn trần chám 6D và bọc trần 5D nha quý anh chị. Đấy, chiếc xe này thì là chủ đi gia đình thôi nên là giữ gìn lắm. Nói đưa mất lọc nhá, chất về nội thất của em này thì phải tả qua là, nếu mà xem qua nội thất thì không biết rằng là em nó chạy 88.000 đâu. Em Quỳnh hình dung ra là em nó chỉ chạy 5-6 vạn thôi. Một cái điểm rất sáng ở trên chiếc xe này là ngoài khung gầm ở thành phố Hồ Chí Minh nhá, sơn xi đẹp, nội thất đẹp, chạy chuẩn 88.000, mua mới một chủ từ đầu. Chào bán với mức giá yêu thương là 739 triệu. Quý anh chị nào trả 720 triệu em bán luôn con này nhá. 720 triệu con này em bán luôn cho quý anh chị cho thoải mái này. Rất là nét. Bởi vì là con này em có bỏ cọc vì khách không có chuẩn bị được tài chính ấy, nên là em sợ mất lọc thôi, 720 triệu nhá. Mát tay bán 720 triệu luôn này, chào giá là 739, đọc giá là 720 để bán luôn cho quý anh chị nhá. Nhanh tay để sở hữu mẫu xe này. Sau này thì có Hyundai Tucson. Thị trường xe cũ thì có một cái ưu điểm là quý anh chị có thể chọn tẹt ga những cái sản phẩm mà có sẵn tại cửa hàng Sài Gòn Ca, phải không ạ? Nếu mà có 20 sản phẩm thì ít nhất là cũng phải khoảng 5-6 hãng trên thị trường nằm tại showroom Sài Gòn Ca rồi. Và bên em thì với chính sách đưa ra là đảm bảo về chất lượng
và cũng như là hỗ trợ hết mình về thủ tục sang tên và giấy tờ nên quý anh chị yên tâm nhá. Chiếc xe tiếp theo mà em Quỳnh muốn giới thiệu đến với mọi người là Hyundai Tucson, một mẫu 5 chỗ gầm cao của nhà Hyundai đây. Chiếc xe nhà em Quỳnh là phiên bản máy xăng đặc biệt năm 2018, xe lăn bánh là 74.000 km với lớp sơn là màu nâu đỏ. Nội thất là ghế da tông màu kem nhá, trước này có lịch sử bảo hành bảo dưỡng đầy đủ trong hệ thống của Hyundai Ngọc An. Nên chúng ta có thể yên tâm kiểm tra chiếc xe này nhá, xe gia đình sử dụng siêu siêu đẹp. Và trong video ngày hôm nay thì em Quỳnh cũng xin phép giảm giá chiếc Hyundai Tucson xuống cho quý anh chị này. Hồi xưa em chào em nó là 625 triệu, hôm nay quý anh chị nào trả 600 triệu bán luôn. 600 triệu để sở hữu ngay Hyundai Tucson phiên bản máy xăng đặc biệt nhá, phiên bản 2.0 AT. Có cốp điện này, cửa sổ trời toàn cảnh panorama và rất nhiều option ở trên chiếc xe này nữa. Chỉ 600 triệu thôi, có một chiếc xe phục vụ gia đình rồi. Và chủ xe thì mới thay một dàn lốp nhá, trị giá khoảng 18 triệu cũng cực kỳ đẹp. Công nghệ ở trên chiếc phiên bản đặc biệt này thì rất nhiều, nâng cấp rất nhiều so với cả phiên bản tiêu chuẩn. Nhưng mà giá con này thì em cũng chỉ bán bằng tiêu chuẩn cho mọi người có thể sở hữu thôi nha. Chiếc xe tiếp theo này, MPV 5+2. Đây là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc MPV 5+2. Tại vì sao mà em Quỳnh nói là đối thủ? Vì nếu như Xpander và XL7 trang bị động cơ là 1.5 AT thì chiếc xe mà đứng cạnh em Quỳnh là Kia Zondo lại trang bị động cơ là 2.0 AT nhá. Đây là phiên bản GAT năm 2018. Với lớp sơn là màu xanh đen nha quý anh chị, nội thất là ghế da tông màu kem. Xe có nguồn gốc biển thành phố Hồ Chí Minh. 2018 đến nay là 5 năm sử dụng nhưng chiếc xe nhà em Quỳnh lăn bánh chỉ có 40.000 km. Đây là một chiếc xe thuộc dòng MPV 5+2, có số ghế lên tới 7 chỗ ngồi nha quý anh chị. Chiếc này rất phù hợp với cả gia đình nào mà quý anh chị tầm tài chính khoảng hơn 400 triệu mà muốn sở hữu chiếc xe 7 chỗ đây. Tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ, số ghế lại nhiều. 439 triệu sở hữu ngay Kia Zondo phiên bản GAT năm 2018 nha. Có hỗ trợ trả góp ngân hàng trên toàn quốc cho quý anh chị nha. 439 triệu ạ. Nếu như quý anh chị mà không thích trước Mazda 6 form cũ vừa rồi thì em Quỳnh có một cái lựa chọn nữa cho quý anh chị là Mazda 6 phiên bản 2.0 Premium năm 2022 form mới. Cũng là màu đỏ pha lê nhưng mà nội thất là ghế da tông màu đen, xe đã lăn bánh là 15.000 km nha. Trước này thì thiết kế là form mới. Tuy nhiên thì cả form mới và form cũ thì sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm riêng. 9 người mời ý, ai thích form cũ thì lựa chọn form cũ, mà ai thích form mới thì lựa chọn form mới nha. Phiên bản Premium thì nâng cấp rất nhiều so với cả phiên bản Deluxe rồi, từ cụm đèn này, ca lăng này, mâm vành và option trên xe. Nên nếu như quý anh chị yêu thích dòng Mazda 6 phiên bản 2.0 Premium năm 2022 thì có thể liên hệ ngay em Quỳnh để trải nghiệm mẫu xe này. Là chiếc xe nằm trong phân khúc sedan hạng D, có các đối thủ nằm cạnh như Toyota Camry hay là Kia Optima, Hyundai Sonata. Tuy nhiên Mazda 6 là một chiếc xe có mức giá bán hấp dẫn nhất trong phân khúc 745 triệu sở hữu ngay Mazda 6 phiên bản 2.0 Premium năm 2022 nha quý anh chị. Chỉ 745 triệu thôi đã sở hữu một chiếc sedan phân khúc hạng D để tiện trong quá trình sử dụng rồi nhá. Em có một chiếc Outlander này. Như em Quỳnh vừa giới thiệu là Outlander là một chiếc xe có kết cấu 5+2 chỗ ngồi. Thì hiện tại trong showroom Sài Gòn Ka có sẵn 3 chiếc Outlander, em Quỳnh sẽ giới thiệu qua nhanh chiếc xe Outlander nhá. Chiếc xe mà em Quỳnh đang đứng cạnh mà có biển 86 này là Outlander CVT năm 2022. Phiên bản CVT là phiên bản thường, tuy nhiên thì Outlander thời điểm năm 2022 có option quá trời luôn, gần như là giống phiên bản Premium rồi. Hệ thống cam 360, một chiếc màn hình cảm ứng 8 inch. Và nếu như ở phiên bản tiền nhiệm, phiên bản CVT chỉ có 2 túi khí thì thời điểm năm 2022 ra đời trang bị là 7 túi khí nha quý anh chị. Ghế lái và ghế phụ là có ghế điện, form ghế cũng mới luôn, thiếu đúng cửa sổ lóc thôi, có thể khoét ra để nâng cấp thành phiên bản Premium. Chiếc xe này thì đang được chào bán với mức giá là 699 triệu tại showroom Sài Gòn Ka. Chưa tới 700 triệu nhưng mà sở hữu một chiếc 7 chỗ đời cao để dành cho gia đình để đi rồi. Nói khoét lóc mà bọn nó cứ cười này. Và bây giờ có một cái điểm ưu điểm nữa là nếu như biển tỉnh về biển thành phố Hồ Chí Minh thì không mất 20 triệu tiền biển. Nên nếu như quý anh chị đang quan tâm đến dòng xe cũ thì có thể lên em Quỳnh nhé. Xe mới mất 20 triệu nhưng xe cũ không hề mất 20 triệu ạ. Tiếp tục là một chiếc Outlander. Tuy nhiên thì trước này là thời điểm năm 2019, option gần như là không bằng trước 2022 nhưng có một mức giá siêu siêu phù hợp nhá. Chiếc xe mà em Quỳnh đang đứng cạnh em Quỳnh mà biển 68 này là Outlander phiên bản CVT năm 2019, xe lăn bánh là 56.000 km với lớp sơn màu trắng và nội thất là ghế da tông màu đen. Em đã nói rồi, tất cả phiên bản CVT là ghế nỉ nhưng mà các chiếc xe về tại showroom Sài Gòn Ka em Quỳnh cũng đã chắt lọc xe gia đình. Và nếu như không bọc ghế lỉ lại thì em Quỳnh sẽ bọc lại bộ ghế da cho quý anh chị nhé, bởi vì ghế lỉ rất là nóng. Sử dụng ở cái thời tiết thành phố Hồ Chí Minh như thế này mà đang nóng toát mồ hôi mà ngồi lên ghế lỉ thì cực kỳ hôi và ảnh hưởng đến mùi của xe nhé.
Chiếc xe 2019 nhà em Quỳnh thì cũng là mua mới một chủ từ đầu, đầy đủ lịch sử bảo hành bảo dưỡng đây nha quý anh chị. Và đang được chào bán mức giá là 599 triệu trong video ngày hôm nay. Em Quỳnh giảm giá cho quý anh chị còn 585 triệu để sở hữu ngay Outlander phiên bản CVT năm 2019 nha. Chỉ 585 triệu thôi, xe đã rút hồ sơ gốc rồi. Quý anh chị chỉ phải đóng 2% lệ phí trước bạ thôi là có biển mới và có xe tên chính chủ biển định danh để đi nhá. Tiếp theo có một chiếc Xpander này. Xpander, trong ngày hôm nay thì có bán được một chiếc Xpander màu đen phiên bản kỷ niệm nhá. Năm 2021 thì còn lại một chiếc màu trắng này, chiếc này chưa dọn. Nên là nếu như mà có bẩn thì thông cảm cho em. Xpander số tự động phiên bản đủ năm 2021. Xe lăn bánh là 35.000 km màu trắng, nội thất là ghế da màu đen. Quý anh chị có thể nhìn qua biển vàng nhá. Nhưng nếu biển vàng ngay từ ban đầu thì phải là 51E hoặc 50E. Đấy, như trước này thì sang chỉ có vài tháng thôi, chắc là chạy không phù hợp hay sao thì chủ xe có bán lại, nên quý anh chị yên tâm. Nếu như có biển vàng, nếu như xe có dịch vụ thật, nhưng mà tại Sài Gòn Ca chúng em thì đều đảm bảo các tiêu chí mà em đưa ra nhá. Và chiếc Xpander này thì đang được chào bán với mức giá là 535 triệu tại Sài Gòn Ca. 535 triệu để sở hữu ngay Xpander số tự động phiên bản đủ năm 2021 nha quý anh chị. Còn sau chiếc Civic này, Civic màu đỏ này là Civic phiên bản 1.8E năm 2018. Xe lăn bánh là 67.000 km, trang bị lớp sơn màu đỏ tươi. Cái màu này thì cũng đặc trưng và khác hoàn toàn so với cả đỏ pha lê của Mazda 3 hay dòng Hyundai phải không ạ? Đấy, trước dòng Honda thì cái màu này khá là tươi. Nội thất là ghế da tông màu đen nhá. Xe có nguồn gốc là biển thành phố Hồ Chí Minh và mua mới một chủ từ đầu. Và em Quỳnh đang chào bán chiếc Civic này tại showroom chúng em là 515 triệu nha quý anh chị. Đấy, bác nào mà trả em khoảng 505 em bán luôn này, 515 triệu. Thị trường bán 528 triệu rất nhiều chiếc xe này. 515 triệu sở hữu ngay Honda Civic bản 1.8E năm 2018 nhé. Và ngoài ra thì em còn một chiếc Mazda 3 bản Fairlift 2018 màu xanh Kawasaki. Xe chạy 3 vạn đang đi dọn và spa có lẽ là ngày mai sẽ hoàn thiện để trưng bày tại showroom và báo giá cho quý anh chị nhé. Nếu như quý anh chị đang quan tâm đến tất cả các sản phẩm đang có sẵn tại cửa hàng chúng em thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình, có Zalo nhé, 0823072222, hoặc đến trực tiếp địa chỉ là số 63-615 quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Tại đây chúng em có hỗ trợ khách hàng trải nghiệm và lái thử các dòng xe. Và nếu như quý anh chị yêu thích showroom Sài Gòn Ca và em Quỳnh thì đừng tiếc bỏ ra một like, một follow, một đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Đây là nguồn động lực to lớn để đội ngũ Sài Gòn Ca có thể phát triển từng ngày. Video của em Quỳnh xin phép kết thúc tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.